Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với siêu thị Kim Quốc Tiến, và hôm nay thì mời mọi người cùng Vân tìm hiểu hai sản phẩm máy giặt đến từ thương hiệu Electrolux. Mẫu đầu tiên thì các bạn có thể thấy bên cạnh là EMF1141AESA, thì máy giặt Electrolux loại bỏ 80% cặn chất tẩy với công nghệ Sensor Watch tự động đo lường chất bẩn trong trang phục để mà điều chỉnh chu kỳ giặt và số lần giặt xả sao cho hiệu quả và tối ưu nhất. Thì ở sản phẩm này thì các bạn có thể thấy phía bên ngoài được làm bằng thép không rỉ kết hợp chung với lại nhựa tạo điểm nhấn cho sản phẩm, và ở đây thì sẽ là ngăn chứa bột giặt và cũng như là nước xả đây rất là lớn. Ở phía bên cạnh đây thì sẽ là các cái chương trình giặt và chúng ta có thể sử dụng núm xoay để mà điều chỉnh theo cái chế độ mà chúng ta mong muốn, như là đồ mỏng, đồ len vân vân. Đây các bạn có thể đọc ở đây và chọn lựa theo ý thích. Ở phía bên cạnh thì cũng sẽ có thêm cả màn hình LCD và cũng như là sẽ điều chỉnh được cả hiển thị nhiệt độ này, vòng vắt này, điều chỉnh thời gian vân vân, và chúng ta cũng thể ấn tạm dừng ở đây. Ở phía dưới này sẽ là công tắc đóng mở, và một điều đặc biệt ở chiếc máy giặt này đó là chúng ta có thể kết nối với công nghệ Wi-Fi. Và hơn nữa thì với máy giặt của Electrolux đều được tích hợp công nghệ inverter, chính vì vậy khi mà sử dụng cũng sẽ rất là tiết kiệm điện năng. Đây là máy giặt của trước và có dung tích là giặt được tới 11kg quần áo, và các bạn có thể thấy bên trong đây. Thì ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm một sản phẩm khác có mã số đó là EMWF1024BDWA. Thì sản phẩm này các bạn có thể thấy thì sẽ có màu trắng sang trọng và tinh tế. Ở đây thì cũng sẽ được tích hợp thêm chức năng inverter tiết kiệm điện năng cho người sử dụng. Đây các bạn có thấy nhãn năng lượng ở đây, và sản phẩm này thì có dung tích giặt đồ đó là 10kg. Ở đây thì bạn có thể điều chỉnh cái chế độ giặt mong muốn của chúng ta theo cái núm vặn như thế này. Ở phía bên này thì sẽ hiển thị nhiệt độ và vòng vắt. Ở đây sẽ là công tắc đóng mở, ở đây là màn hình LCD để mà hiển thị cái chế độ giặt. Ở phía bên trong này thì đây các bạn có thể thấy dung tích của máy giặt lớn, và sử dụng máy giặt cửa trước chính vì vậy sẽ giảm thiểu việc hư hỏng hay là làm đồ của chúng ta bị nhăn quá nhiều. Thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về hai sản phẩm này, các bạn có thể truy cập ngay vào link phía dưới. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt.